chương 5, sống tự lập và các kỹ năng hướng nghiệp. Một lục chương giới thiệu bản liệt kê các kỹ năng sống tự lập, các hoạt động sống tự lập, nấu ăn. một Phân biệt các đồ dùng và đồ đựng thực phẩm trong nhà bếp. 2. Gọi tên những đồ vật trong nhà bếp. 3. Nhận biết những đồ ăn được và ăn không được. 4. Làm nước vắt. 5. Làm bánh sandwich. 6. Chuẩn bị rau trộn. 7. Chuẩn bị nhào bột bánh chapati. 8. Nấu cơm Mua sắm 9. Định hướng nơi mua sắm 10. Tự ti mua đồ dùng 11. Lên thực đơn 12. Dự trù chi phí Giữ gìn quần áo 13. Phân loại quần áo 14. Giặt quần áo Quét dọn 15. Rửa chén bát 16. Lau bàn 17. Quét nhà 18. Quét bụi 19. Lau nhà Các hoạt động hướng nghiệp 20. Sắp xếp hàng quả 21. Chăn nuôi động vật và làm việc ở nông trại. 22. Làm hàng công nghiệp. 23. Làm công nghiệp văn phòng. 24. Làm các túi đựng giấy. 25. Làm nghề mai. 26. Làm kinh tế gia đình. Các kỹ năng sống tự lập. Giới thiệu. Mục đích cuối cùng của bất kỳ chương trình đào tạo nào cũng chuẩn bị cho mọi người có một cuộc sống tự lập. Mục đích này cũng dành cho người kiếm thị đa tật. Mục đích của hầu hết các chương trình hướng nghiệp là giúp cho mọi người có một cuộc sống tự lập về mặt kinh tế. Khi chúng ta nói đến người khiếm thị đa tật, thì thuật ngữ tự lập có nghĩa là người đó có được một mức độ tự lập cao nhất tùy theo những khả năng riêng của mình. Với một số người, tính tự lập có nghĩa là họ có thể làm một phần công việc hay chúng cần đến sự giúp đỡ để hoàn thành một hoạt động nào đó. Với người khác, tính tự lập có nghĩa là với sự hỗ trợ thích hợp, ví dụ, Thông dịch ngôn ngữ ký hiệu, các dụng cụ hỗ trợ thì họ sẽ có khả năng tham gia vào công việc một cách đầy đủ hơn. Các kỹ năng sống tự lập là những hoạt động cần thiết trong một cuộc sống hàng ngày. Các hoạt động này bao gồm giặt và sắp xếp quần áo, chuẩn bị thức ăn và công việc trong bếp, lau nhà, đi mua sắm. Không giống các phần khác trong tài liệu này, những kỹ năng sống tự lập không áp dụng theo một trình tự phát triển cứng nhắc đúng hơn mục tiêu là khuyến khích sự tham gia của trẻ vào tất cả các hoạt động hàng ngày ở nhà nó tăng dần các mức độ kỹ năng và sự tự lập khi trẻ trưởng thành lúc đầu không nên quá chú trọng vào kết quả cuối cùng của trẻ nghĩa là không trông mong cho trẻ chuẩn bị bữa ăn hoàn hảo nhưng đồng thời không nên đuổi trẻ ra khỏi nhà bếp với lý do là trẻ không thể chuẩn bị một bữa ăn như thế thay vào đó nên chú trọng cho trẻ tham gia vào tất cả các bước của một quy trình Điều đó có nghĩa, khi bạn vào bếp nấu ăn thì hãy dắt trẻ vào bếp cùng với bạn. Nói với trẻ khi bạn đang làm việc và khuyến khích trẻ sờ mó và chơi với các chai lọ, các vật liệu trong đó. Đối với trẻ, khiếm thị đa tật, chúng cần có kinh nghiệm trực tiếp từng bước của một số quy trình để phát triển các khái niệm có ý nghĩa. Ví dụ, khi đến giờ giặt quần áo, đưa trẻ đến một nơi đầy nước, cho trẻ sờ so cái chậu hoặc xô so rỗng và khi chậu đã đầy nước, cho trẻ sờ quần áo khô rồi đến quần áo ướt. Bằng cách này, trẻ sẽ bắt đầu hiểu về chủ hoạt động và có thể tăng dần mức độ tham gia vào quá trình. Trong chương trình này, chúng tôi đề cập đến một số hoạt động mang tính chức năng, nhưng người chăm sóc trẻ hay phụ huynh có thể nghĩ thêm các hoạt động tương tự trong cùng lĩnh vực kỹ năng tùy thuộc vào các hoàn cảnh riêng, các tình huống có thể khác nhau theo mọi vùng miền của quốc gia, cũng như bối cảnh môi trường, nông thôn hay thành thị. Ngoài ra, nhu cầu và khả năng của mọi trẻ sẽ ảnh hưởng đến việc đạt ưu tiên nhất trong những hoạt động nào và cần điều chỉnh cái gì. Điều quan trọng nhất là khuyến khích sự tham gia của trẻ kiếm thị đa tật hơn là hy vọng trẻ tự lập hoàn toàn một công việc cụ thể nào. Sau đây là một vài lời khuyên mà người chăm sóc cần lưu ý. 1. Mỗi hoạt động liệt kê trong phần này nên được thực hiện một cách liên tục trong các hoạt động tự nhiên hàng ngày ở gia đình. 2. Mỗi một hoạt động mà được điều tra là một ví dụ ở mức độ ban đầu trong bất kỳ một lĩnh vực kỹ năng nào. Người chăm sóc có thể giúp trẻ phát triển các kỹ năng đó ngay một phức tạp hơn khi trẻ thành thạo kỹ năng nào đó rồi. Bước 1. Biết một số công việc nhà qua việc chơi và bắt trước, tham gia vào vé việc nhà tới mức tốt nhất. Ví dụ, phân loại rau, sắp xếp các đồ dùng trong bếp và các chai lọ, nhận biết phân biệt những vật dùng chung trong nhà. Bước 2. Tăng cường sự tham gia vào các hoạt động trong nhà, ví dụ, chuẩn bị các món ăn mà không phải nấu, biết được những người trợ giúp trong cộng đồng, ví dụ người bán sữa, người đưa thư, người bán dạo, người làm nghề giặt quần áo, bác sĩ, biết các nơi trong cộng đồng, ví dụ trường học, bệnh viện, chợ. Bước 3. Biết một vài nơi công cộng có thể nằm ngoài kinh nghiệm trực tiếp của trẻ, ví dụ bưu điện, ngân hàng, các trạm xe buýt và xe lửa, tăng cường tinh thần trách nhiệm trong tất cả các lĩnh vực, ví dụ đi, mua hàng, đào tạo các nghề nghiệp cụ thể. Bán liệt kê các kỹ năng sống tự lập, nấu ăn, gọi tên các món ăn, phân biệt các dụng cụ làm bếp và đồ đựng thực phẩm phổ biến, phân biệt những đồ ăn được và không ăn được, rửa tay trước khi nấu ăn, chuẩn bị những thứ không cần thiết phải nấu, nước ép sang quýt và rau trộn, trộn bột với chapati, dùng muỗng để khuấy, đổ nước, lăn bột với chapati, lọc vỏ trái cây mà không dùng dao, ví dụ chuối, cam, vo gạo, biết chỗ để những đồ đầy trong bếp và nơi để thức ăn, ghi được tên các loại thực phẩm trong món ăn đơn giản, tỏ ra nhận biết về vấn đề an toàn trong bếp như lửa và những dụng cụ làm bếp sắc bán, gọt vỏ trái cây và rau củ bằng dao thái và các rau đặt nồi lên bếp ga hay bếp củi pha trà ngoại trừ việc nấu trà trên bếp lửa nhỏ quạt diêm và bếp ga hay châm lửa bếp củi làm theo những công thức nấu ăn đơn giản chuẩn bị món ăn nóng có nhiều loại thực phẩm dự trù cho một bữa ăn mua sắm mang theo túi hoặc giỏ chào hỏi người bán hàng sắp xếp những thứ mua được vào túi hay giỏ hỏi giá lấy tiền từ ví ra để tiền vào ví đưa tiền cho người bán hàng không cần biết đưa chính xác số tiền nhận tiền trả lại từ người bán hàng không cần biết tới số tiền là bao nhiêu biết chỗ các đồ vật ở cửa hàng hay siêu thị biết yêu cầu khi cần giúp đỡ phân loại cái đồ ăn như rau thịt dụng cụ để lau chùi lựa chọn những đồ ăn ngon như trái cây chính rau tươi hay đồ hộp biết để thực phẩm đúng chỗ chưa biết đồ ăn nào giá cao và thấp hơn so sánh giá cả giữa các mặt hàng giống nhau mặc cả với người bán hàng Tự ti mua những đồ đơn giản mà không cần hỗ trợ, liệt kê những thứ cần mua, ước tính giá tiền cho từng món hàng, dự tính số tiền cần để mua sắm, đếm tiền trả lại, tính tổng số tiền các thứ đã mua, biết dùng cả tiền giấy và tiền đồng để tính ra những số tiền khác nhau, biết tính số tiền trả lại, giữ gìn quần áo, nhận biết các loại quần áo, sắp xếp hai văn loại quần áo theo loại, sử dụng áo sơ mi và quần dài, sắp xếp hai văn loại theo màu sắc hay kích cỡ, nhận biết quần áo dơ và sạch nhận biết quần áo khô và ướt, để quần áo dơ vào nơi thích hợp, sắp xếp quần áo sạch vào nơi thích hợp, nói cho người khác biết khi cần giặt quần áo, đổ nước vào chậu hay xô, cho bột giặt vào cho khô, chà quần áo, xả quần áo, vắt khô quần áo, phơi quần áo chỗ nắng, góc quần áo, nói cho mọi người biết khi cần may vá là quần áo. Biết quần áo nào thích hợp với thời tiết nào, xác định quần áo nào là thích hợp trong từng hoàn cảnh, đi chơi, thông gia lễ hội, sử dụng bàn ủi, mai khuy cúc áo lên vai gấu vá những quần áo đơn giản quét dọn me những đĩa khó vỡ ở bàn xuống sau khi ăn bỏ rác vào thùng lau bàn dọn bàn quét nhà rửa những cốc và đĩa khó vỡ đặt những đĩa sạch vào chỗ thích hợp đổ rác quét bụi các đồ đạc trong nhà lau nhà dọn giường hoặc dọn dẹp chỗ ngủ rửa các son và chảo rửa cái đầu đạc dễ vỡ thay khăn trải giường biết cái đồ đạc trong nhà cần sửa chữa. Các hoạt động sống tự lập, nấu ăn. 1. Phân biệt cái đồ dùng và đồ đựng thực phẩm trong nhà bếp. 2. Gọi tên những đồ vật trong nhà bếp. 3. Nhận biết những đồ ăn và không ăn được. 4. Làm niết ép. 5. Làm những thức ăn không cần nấu. 6. Chuẩn bị rau trộn. 7. Chuẩn bị bột nhào chapati. 8. Nấu cơm. Mua sắm. 9. Định hướng nơi mua sắm. 10. Tự si mua đồ dùng. 11. Lên thực đơn. 12 dự trù chi phí, giữ gìn quần áo, 13 phân loại quần áo, 14 giặt quần áo, quét dọn, 15 rửa chén bát, 16 lau nhà, 17 quét nhà, 18 quét bụi, 19 lau nhà. Hoạt động 1. Phân biệt kế đầu dùng và đầu đựng thực phẩm trong nhà bếp. Cho phép trẻ chơi với các vật dụng nhà bếp, dần dần trẻ sẽ quen với những vật dụng này. Đưa các loại muỗng, cốc và ly để trẻ phân loại đưa cho trẻ các vật dụng nhà bếp và đồ đựng thực phẩm giống nhau về kích cỡ và chất liệu như kim loại hay nhựa yêu cầu trẻ sắp xếp các vật dụng nhà bếp vào chỗ thường để sau khi đã rửa sạch yêu cầu trẻ giúp dọn bàn ăn một khi trẻ đã quen với các vật dụng nhà bếp cơ bản thì hãy cho trẻ long quen thêm bát đĩa và đĩa đựng thức ăn giới thiệu cho trẻ các kích cỡ kiểu dáng và chất liệu khác nhau ví dụ nhựa và kim loại các vật dụng muỗng, cốc, ly, đĩa lớn, đĩa đựng thức ăn, các rổ hay khay để phân loại tốt nhất và sử dụng màu tương phản. Những điều chỉnh Nếu trẻ không di chuyển được dễ dàng thì hãy để các đồ dùng trong tầm với của trẻ. Những hướng dẫn chung Đầu tiên cho trẻ học qua vui chơi và bắt chước theo, cho trẻ vào bếp khi bạn đang nấu ăn. Đầu tiên là giới thiệu những đồ vật quen thuộc với trẻ, như chén và muỗng riêng của trẻ, sử dụng những đồ vật không dễ vỡ và không sắc bén chỉ cho trẻ những chỗ nhất định và rõ ràng để phân loại như rổ, khay và kệ đặt đồ dùng. Để những đồ vật trong tầm với của trẻ, để trẻ lấy chúng ra và sắp xếp lại dễ dàng hơn. Lúc đầu, hỗ trợ cho trẻ khi thấy cần thiết, dần dần giảm bớt sự giúp đỡ mà bạn đang thực hiện. Cho trẻ thực hành các hoạt động này liên tục trong sinh hoạt tự nhiên hàng ngày. Hay động 2, gọi tên các vật dụng trong bếp gọi tên các vật dụng trong bếp, giới thiệu các ký hiệu nếu thích hợp và yêu cầu trẻ lấy chúng khi có yêu cầu. Yêu cầu trẻ gọi tên các vật dụng trong bếp khi trẻ có khả năng nhận biết tên các vật dụng, giới thiệu thêm các từ và khái niệm để miêu tả đồ vật đó, ví dụ, làm bằng kim loại lớn, tròn. Các vật dụng Các vật dụng có ở trong bếp như cốc, muỗng, đĩa, bát, cốc. Trẻ mù đang đứng trước tủ để cốc, để lấy ra một cái cốc và nói cốc. Những điều chỉnh nếu trẻ còn khả năng nhìn, hãy vẽ những hình ảnh tương xứng với đồ vật để trẻ nhận biết dễ dàng. Còn có những thay đổi cho thích hợp đối với trẻ bại não. Giữ hướng dẫn chung giúp trẻ luyện tập thường xuyên việc nhận biết những đồ vật trong cuộc sống tự nhiên hàng ngày như vào giờ ăn, lúc dọn bàn ăn và rửa dọn bát, đĩa. Hoạt động 3. Nhận biết những thức ăn được và không ăn được. Đưa cho trẻ một bát gạo, có sạn lẫn trong đó, yêu cầu trẻ nhặt sạn ra và để vào một cái đĩa hay bát. Các dụng cụ, bát hoặc đĩa, gạo hoặc đậu hay một vài loại hạt khác chưa nấu chín, sạn. Trẻ mù đang ngồi trên xe lăn có hai cái bát trên khay, xe lăn, một bát đựng gạo và bát kia đựng sạn. Những điều chỉnh, nếu trẻ cho tất cả mọi thứ vào miệng, tức là trẻ chưa đủ điều kiện để làm hoạt động này. Đối với trẻ có khó khăn về vận động, có thể làm giống như vậy như sử dụng các đồ vật lớn hơn như trái cây và các miếng gỗ. Để các vật dụng vào bát hoặc khay riêng, tốt nhất là chọn các màu sắc tương phản nhau, chọn nền tối cho các vật có màu sáng và ngược lại, những hướng dẫn chung kết hợp các hoạt động này vào hoạt động sinh hoạt hàng ngày của trẻ bằng cách yêu cầu trẻ giúp nhặt gạo trước khi nấu hoặc giúp phân loại các đồ vật khi bạn mang ở chợ về. Bắt đầu là phân loại các thứ hoàn toàn khác nhau như gạo và những hạt sản lớn. Khi trẻ có khả năng phân biệt các thứ này dễ dàng, đưa cho trẻ sắp xếp những thứ gần giống nhau như những hạt sản nhỏ và nhẫn muộn hơn. Hoạt động 4. Làm nước vắt đầu tiên đại cho trẻ pha nước vắt đơn giản nhất là nước cam vắt tươi sau đó dạy cho trẻ làm loại khác phức tạp hơn như cam vắt ngọt hay pha ít muối yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết chuẩn bị các thành phần cam hoặc chanh đường muối nước và các vật dụng bát dao máy vắt hoặc dụng cụ các bàn tay các hoa quả ra làm đôi và bỏ hết hạt cho nước vào ly vắt nước quả vào ly cho thêm một ít đường hoặc muối nếu thích, khuấy đều lúc đầu để trẻ làm cho mình thưởng thức, sau đó trẻ làm để phục vụ cho những người khác. Các nguyên vật liệu: cao hoặc chanh, máy vắt hoặc dụng cụ vắt bằng tay, bát, dao, muối hoặc đường, cốc, muỗng. Những điều chỉnh: có thể sử dụng dụng cụ vắt có tay cầm bên ngoài cho trẻ có khó khăn về vận động. Những hướng dẫn chung: hoạt động này có thể áp dụng cho trẻ hoặc một nhóm trẻ. Khi làm xong, khuyến khích trẻ giúp bạn dọn dẹp và sắp xếp các thứ để sử dụng. Hoạt động 5. Làm bánh sandwich Yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết. Chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết để làm bánh sandwich, gồm các thành phần như bánh mì, bơ, tương ớt, thái rau, format, các vật dụng riêng như dao và đĩa, các bánh mì ra nhiều miếng, cho bơ vào bánh mì, thêm tương ớt và gia vị, đặt lát thứ hai của bánh mì lên, cắt sandwich ăn bánh sandwich đã làm hay phục vụ cho người khác, các nguyên vật liệu, bánh mì, bơ, tương ớt, trao, dao, đĩa. Trẻ đang lấy dao thêm bơ vào miếng bánh mì và một đĩa có rau đã cắt sẵn. Những hướng dẫn chung để trẻ thực hiện hoạt động này càng độc lập càng tốt, lúc đầu hỗ trợ cho trẻ từng bước. Nhưng nên để trẻ tham gia vào tất cả các bước của hoạt động này, dần dần giảm bớt độ hỗ trợ cho đến khi nào trẻ có khả năng làm được tất cả các bước một cách độc lập. Một trẻ sẽ có nhiều động cơ nếu chúng được chuẩn bị làm bánh xong quýt cho một ai đó ăn. Trong khi những trẻ khác chỉ muốn ăn, hoạt động này có thể được mở rộng thêm khi thấy trẻ tiến bộ. Hoạt động 6. Chuẩn bị món rau trộn yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết chuẩn bị các nguyên liệu để làm món rau trộn bao gồm các thành phần như cà chua dưa chuột củ cải cà rốt củ hành các vật dụng cần thiết như đĩa và rau lúc đầu trẻ có thể giúp những bước đơn giản như trộn hay sắp xếp các thứ vào đĩa sau đó trẻ có thể cắt rau củ thành miếng và làm món rau trộn một mình loại rau trộn dễ nhất sẽ là vọt vỏ và ngâm khoai tây, bóp vỏ đậu và cuối cùng là gọt và cắt tất cả các loại rau củ, các nguyên vật dụng, rau củ, muối và tiêu, chanh nếu thích, bát hai đĩa, dao, trẻ đang xóc cà chua và du chuột vào đĩa, những điều chỉnh. Đối với trẻ có khó khăn về vận động, hãy chuẩn bị cho trẻ một cái muỗng, đặc biệt như có tay cầm dài và lớn hoặc là muỗng lớn. Đối với trẻ có khó khăn về vận động, hãy chuẩn bị sẵn cho trẻ cái lọ muối, rác và tiêu lớn, sử dụng các lọ khó vỡ, gắn một hay cố định vào bàn để không bị tuột khi trẻ làm việc. Những hướng dẫn chung, lúc đầu người chăm sóc có thể hỗ trợ cho trẻ nhiều hơn nếu cần thiết, nhưng dần dần nên để trẻ thực hiện các bước càng độc lập càng tốt. Hoạt động 7. Chuẩn bị nhào bột bánh chapati Yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết. Chuẩn bị các thành phần và vật dụng cần thiết cho hoạt động này. Chuẩn bị bột vào bát và đổ nước vào. Lúc đầu, người chăm sóc phải cân bột và lượng nước, rồi giúp trẻ đổ nước vào. Sau đó, trẻ sẽ làm người chuẩn bị những việc đó càng nhiều càng tốt, kể cả việc cân và đo. Nhào bột nhuyễn bằng cả hai tay, lấy một lượng bột nhào rồi cho vào một cái bát. Cán bột bằng cây cán trên khuôn, khuôn gỗ. Ngay lúc đầu, điều quan trọng là cho trẻ tập cán, không quan tâm đến việc trẻ cán chưa tròn. Về sau, trẻ có thể học cách cán bột làm bánh chapati theo hình đúng cho trẻ ăn bánh chapati khi đã nướng chín khuyến khích trẻ nếm những gì trẻ đã chuẩn bị và mang cho những người bạn của mình và gia đình các vật liệu bột nước bát để trộn cây cán bột, khuôn gỗ trẻ đang nhào bột làm bánh chapati dưới sự hướng dẫn của người chăm sóc những điều chỉnh buộc cái khay vào bàn tay để nó không bị tuột khi trẻ đang làm. Sử dụng một cái ống lăn mà dày hơn cái bình thường nếu cần thiết để trẻ có thể giữ nó dễ dàng hơn. Hoạt động 8. Nấu cơm Yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết. Cho lượng gạo yêu cầu vào bát, cho nước vào vo gạo. Đổ một lượng nước yêu cầu vào nồi nấu cơm, bật ga hay nhóm lửa lên, có sự giúp đỡ. Đặt nồi nấu cơm lên bếp ga hay bếp lửa, dầu, củi, khi nước đang sôi, trẻ vo gạo vào có sự giúp đỡ của người chăm sóc. Trẻ có thể giúp xới cơm ra khi cơm đã chín. Các vật liệu, gạo, nước, bát, nồi nấu cơm, diêm. Trẻ đang đặt nồi lên bếp ga có sự hỗ trợ của người chăm sóc. Các điều chỉnh, sử dụng nồi nấu cơm có tay cầm nếu cần thiết, lúc đầu cho trẻ sử dụng nến tốt hơn và dễ hơn là để cho trẻ dùng diêm quạt để mòi lửa. Những hướng dẫn chung khi nấu bằng bếp ga hay lửa, trẻ luôn ở cạnh người hướng dẫn. Trẻ mù hoàn toàn cần được giúp đỡ liên tục trong hoạt động này. Yêu cầu trẻ giúp chuẩn bị các món ăn đơn giản khác ngoài nấu cơm như lột khoai, nấu cháo, vân vân. Hoạt động chính, định hướng cho trẻ đến nơi mua sắm. Yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết. Đi cùng người chăm sóc, đến chợ bán rau củ. Tìm đến quầy bán loại rau củ được yêu cầu như quầy bán củ hành. Chọn đủ số lượng củ hành hay các loại rau củ khác cho vào giỏ đi chợ chào người bán hàng trả tiền mua rau mang túi hay giỏ mua sắm về nhà cái đồ dùng túi hay giỏ đi mua sắm ví đường tiền trẻ mù đang đeo túi đi mua sắm cạnh người chăm sóc ở chợ những điều chỉnh định hướng cho trẻ biết nơi đi chợ bằng cách dành thời gian đi bộ quanh chợ và đi xuống chỗ hàng của các quầy bán hoặc các lối đi nói cho trẻ biết những hàng quá bạn nhìn thấy trên đường đi cho trẻ cảm nhận tất cả các thứ đó nếu thích hợp nói cho trẻ biết những cách mà người bán hàng sắp xếp hàng hóa theo loại rau như thịt, những hàng quá sạch. Những hướng dẫn chung, hoạt động này nên áp dụng trong ngữ cảnh các hoạt động hàng ngày, khuyến khích trẻ tham gia càng nhiều càng tốt và từng bước một của cả một quá trình, cho dù trẻ chưa có khả năng làm toàn bộ mọi thứ một cách độc lập. Hoạt động 10. Đi mua sắm Yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết. Hỏi trẻ thích mua cái gì, đưa ra một vài thứ cho trẻ lựa chọn, ví dụ kẹo bơ, cứng, sô-cô-la, bánh quy, tìm chỗ bán các món hàng này để mua. Tự chọn cho mình một món hàng, cho vào giỏ đi mua sắm, chào người bán, trả tiền mua món hàng đó, cảm ơn người bán hàng, các vật dụng, tối hay giỏ mua sắm, ví đựng tiền. Trẻ mù đi nạn đang xem hỏi sô-cô-la và bánh quy tại cửa hàng bánh kẹo. Những hướng dẫn chung nên áp dụng hoạt động này vào các hoạt động hàng ngày, khuyến khích trẻ tham gia càng nhiều càng tốt vào mọi bước trong cả một tiến trình, cho dù chỉ chưa có khả năng thực hiện một việc một cách độc lập. Khi có thể được, cho trẻ có sự lựa chọn để trẻ chọn một thước cho mình. Hoạt động 11. Lên thực đơn Yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết, cho trẻ quyết định là chúng thích chuẩn bị những thứ gì cho bữa ăn sắp đến, nếu cần để cho trẻ chọn một số món ăn cho biết nói cho trẻ biết cái thành phần gì trẻ sẽ cần đến chuẩn bị cho món ăn này. Nói rõ số lượng cần dùng, ví dụ bao nhiêu khoai tây cần có thể chuẩn bị cho món ăn này. Nếu trẻ có khả năng viết, yêu cầu trẻ viết ra các thành phần bằng chữ sáng hay chữ nổi parallel. Nếu trẻ không có khả năng viết ra thì trẻ có thể vẽ các thành phần mà chúng muốn. Kiểm tra những thứ còn lại ở nhà bao nhiêu để biết sẽ cần mua cái gì và mua thêm bao nhiêu. Ví dụ, có hành củ và muối ở nhà sẵn rồi, nhưng cần mua chuối sứ. Khi đã chuẩn bị sẵn một bản liệt kê hoặc đã nghĩ trong đầu hay là viết ra, đi đến chợ và mua những thứ cần thiết. Chuẩn bị bữa ăn có sự giúp đỡ và phục vụ cho bạn bè và gia đình. Các vật dụng, bút chì và giấy, hai bản và dùi để viết bản mua sắm. Trái đang mở tủ và kiểm tra lượng bơ và muối còn lại. Những hướng dẫn chung, khi bạn nấu ăn mỗi ngày, Nói với trẻ những thành phần nào bạn đang thêm vào mọi món ăn để trẻ biết làm thế nào chế biến được các món ăn khác nhau. Trước khi đi mua sắm, hãy nói với trẻ bạn đang dự định mua gì và dự định nấu món gì. Trong lúc mua sắm, nói với trẻ những món đồ mà bạn chọn và bạn dự định sử dụng những thứ này để làm gì. Một khi trẻ có khả năng nói ra được các thành phần trong các món ăn cơ bản, nói cho trẻ biết nhu cầu về dinh dưỡng và dự trù cho các bữa ăn cân bằng về dinh dưỡng, trao đổi với trẻ về các loại rau củ theo mùa, trao đổi với trẻ về sự dự trữ, về việc dự trữ các thực phẩm thích đáng. Hoạt động 12. Dự trù chi phí Trước khi đi chợ, trao đổi với trẻ những thứ bạn dự định mua. Hãy yêu cầu trẻ nghĩ ra mỗi món hàng thì khoảng bao nhiêu tiền. Nếu trẻ có khả năng làm tính cộng và trừ đơn giản được, thì tập cho trẻ làm những bài toán đố đơn giản. Chúng ta cần mua ba củ khoai tây. Chúng ta biết một củ khoai tây giá 1.000 đồng. Vậy ba củ thì hết bao nhiêu tiền? Yêu cầu trẻ dự tính, cần phải mang theo khoảng bao nhiêu tiền cho những thứ mà trẻ muốn đi chợ mua đi đến chợ và yêu cầu trẻ hỏi người bán hàng để biết các món hàng khác nhau giá bao nhiêu tiền trao đổi về những nơi mà những món hàng có thể mua theo nhiều mức giá khác nhau cho trẻ biết những nguyên tắc của việc mặc cả yêu cầu trẻ kiểm tra tiền trả lại mỗi khi trẻ mua hàng các vật dụng không đòi hỏi các vật dụng đặc biệt cho dù những trẻ có khả năng đọc và viết có thể thích viết ra các con số để cộng vào với nhau Bé mù đang ngồi, mở ví đựng tiền và đếm số tiền giấy và tiền đồng trên bàn. Giỏ hay túi đi chợ thì ở bên cạnh trẻ. Những hướng dẫn chung, hoạt động này đòi hỏi trẻ có một hiểu biết cơ bản về tiền, biết đếm và biết các khái niệm nhiều hơn và ít hơn. Nếu trẻ không có khả năng tính toán hay nhận biết về tiền, thì hoạt động này có lẽ là quá khó đối với trẻ. Hoạt động 13. Phân loại quần áo Hoạt động này có thể tăng dần độ khó khi thấy thích hợp Yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết. Nhận biết các loại quần áo khác nhau, bắt đầu bằng việc hỏi trẻ con đang mặc quần áo gì, sau đó đưa cho trẻ những loại quần áo khác nhau và hỏi trẻ chúng là loại quần áo gì. Phân loại hai loại quần áo rất khác nhau như những đồ ngắn, quần đùi và khăn tay. Chỉ cho trẻ hai chỗ xác định một cách rõ ràng như các giỏ để bỏ mỗi nhóm quần áo vào với nhau. Đưa cho trẻ từ 3 đến 5 cái mỗi loại. Gợi sự chú ý của trẻ vào các đặc điểm chính của mỗi loại như cái cúc áo, cái móc khóa, túi và các góc, dần dần giới thiệu những thứ giống nhau hơn như áo sơ mi và áo đầm và tăng dần số lượng các loại trong cùng một lúc, cho trẻ phân loại quần áo vào lúc giặt ủi trong hoạt động hàng ngày. Các vật dụng, các loại quần áo sơ mi, vớ, khăn tay, áo đầm, áo dài, các loại quần ngắn quần đùi, giỏ để phân loại quần áo trẻ đang lựa cái khăn và quần áo ngắn vào hai giỏ. Những hướng dẫn chung khuyến khích trẻ nhận biết các loại vải khác nhau trong hoạt động ăn mặc hàng ngày. Nếu trẻ có khả năng nhìn, yêu cầu trẻ phân loại quần áo theo màu sắc. Trẻ cũng có thể phân loại theo các đặc tính khác như về kích thước. Ví dụ, những cái lớn hơn là của bố, phân loại quần áo nào sạch hay dơ, giò khô hay ướt. Hoạt động 14 giặt quần áo, Hoạt động này có thể thực hiện bằng cách sử dụng chậu giặt hay máy giặt. Đây là hoạt động thường ngày ở nhà của trẻ. Yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết. Thu gom quần áo dơ lại để giặt. Phân loại quần áo theo màu sắc hay theo lại để giặt chung với nhau. Cho nước vào chậu. Cho xà bông hay bột giặt vào. Chà quần áo. Xả bằng nước sạch. Vắt quần áo. Phơi quần áo cho khô. Các vật dụng. Quần áo dơ. Bồn hay chậu giặt. Nước. Xà bông hay bột giặt trẻ đang bỏ quần áo vào chậu giặt. Những điều chỉnh, nếu như trẻ có khó khăn trong việc nhấc chậu lên bằng hai tay thì có thể giúp cho trẻ sử dụng cái xô có quai sách, muỗng xúc bột giặt để lường có thể gắn ký hiệu nổi vào để trẻ sờ nếu cần thiết. Những hướng dẫn chung, mục đích của hoạt động này là giúp trẻ làm quen dần, từng bước một trong việc giặt quần áo, cho dù lúc đầu trẻ chưa thể giặt quần áo sạch sẽ được, cho trẻ tham gia vào mọi bước đến mức cao nhất, giảm dần sự hỗ trợ khi trẻ tự làm được từng bước. Hoạt động 15. Rửa bát đĩa Yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết. Cho nước vào chậu. Cho nước rửa chén bát. Rửa từng cái một. Tráng nước, lau khô. Sắp các đĩa sạch, các đồ dùng trong bếp vào nơi thích hợp. Các vật dụng, các cốc khó vỡ, đĩa, bát, đồ vật trong bếp, nước chậu, nước rửa bát. Bé gái mù đang rửa cốc ngay vòi nước. Những điều chỉnh, chậu nước đặt ở độ cao thích hợp với trẻ. Nếu trẻ ngồi trong xe lăn, hãy đặt chậu lên khay của xe lăn có thể đọc vòi nước có tay cầm dài cho trẻ có khó khăn về vận động. Những hướng dẫn chung nên thực hiện hoạt động này trong các hoạt động hàng ngày. Điều quan trọng trong hoạt động này là để trẻ tham gia vào tất cả các bước của một quy trình, cho dù lúc đầu trẻ chưa thể rửa chén đĩa thật sạch sẽ. Hoạt động 16 lau bàn ghế, yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết: lấy một khăn sạch ở chỗ thường cất, nhúng khăn lau vào nước và vắt khô nước, lau bàn sau khi ăn xong. Các vật dụng: khăn lau bàn, nước trẻ mù đang lau bàn những điều chỉnh dạy cho trẻ nhìn kém lau bàn trật tự từ trái qua phải từ trên xuống dưới để mặt bàn sạch sẽ hoàn toàn buộc một cán đặc biệt vào khăn lao cho trẻ có khó khăn về vận động những hướng dẫn chung hoạt động này nên thực hiện trong ngữ cảnh của hoạt động hàng ngày sau khi trẻ ăn xong mục tiêu của hoạt động này là để cho trẻ tự bắt đầu tham gia vào quá trình lau dọn sau khi làm xong một việc lúc đầu người chăm sóc không nên mong đợi trẻ lau bàn ăn sạch sẽ một khi trẻ biết làm việc đó như thế nào, người chăm sóc có thể nâng dần dần những yêu cầu của mình trong khi trẻ thực hiện công việc. Hoạt động 17 quét dọn Yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết. Lấy chổi từ chỗ thường cất, quét nhà theo một quy trình, khuyến khích trẻ bắt đầu ở một góc và quét hết căn phòng. Trẻ sáng có thể xem người khác quét và bắt chước, nhưng trẻ khiếm thị thì phải hỗ trợ cho trẻ lúc đầu để trẻ học cách quét. Các vật dụng, chổi Bé gái mang kính quét nhà những điều chỉnh, đối với trẻ khuyết tật về vận động nên sử dụng chổi có kén dài. Những hướng dẫn chung, hoạt động này nên được thực hiện thường xuyên trong hoạt động hàng ngày. Mục tiêu hướng tới các hoạt động này là giới thiệu cho trẻ biết cách quét nhà và không yêu cầu trẻ quét sạch sẽ. Khi trẻ học quét, người chăm sóc bắt đầu tăng dần những đòi hỏi của mình để trẻ thực hiện công việc này tốt hơn. Hoạt động 18 lau bụi, yêu cầu trẻ làm theo các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết lấy khăn lao hoặc chỗ quét bụi ở nơi thường cất. Trước tiên tập cho trẻ quét bụi những đồ vật có chất liệu cứng, lớn như bàn hay ghế. Di chuyển khăn lao hoặc chỗ quét bụi theo một hệ thống, trái sang phải, từ trên xuống dưới, để lao hết đồ vật. Trẻ nhìn kém được lợi là xem người khác lao bụi và bắt chước. Trẻ mù hoàn toàn cần được cầm tay hỗ trợ lúc đầu để trẻ học cách di chuyển khăn lao bụi hoặc chỗ quét bụi. Các vật dụng khăn lao bụi hoặc chỗ quét bụi trẻ mù đang quét bụi trên ghế những điều chỉnh khăn lao có quai hay miếng cao su xốp những hướng dẫn chung lúc đầu trẻ nên lao những đồ vật bằng gỗ đơn giản và những vật dụng lớn như các bàn và ghế sau đó chuyển sang lao các vật dễ vỡ như cốc hay tủ bài hàng mục tiêu hướng tới của các hoạt động này là giới thiệu cho trẻ cách lao và không yêu cầu trẻ lao một cách sạch sẽ sau khi trẻ học cách lao Người chăm sóc bắt đầu tăng dần đòi hỏi để giúp trẻ làm thế nào thực hiện công việc này tốt. Hoạt động 19. Lau sàn nhà Yêu cầu trẻ làm theo một các bước sau đây và hỗ trợ khi cần thiết. Sau khi quét sàn nhà, lấy dẻ lau sàn ở nơi thường cất, thám dẻ cho ướt và vắt khô. Lau sàn theo hệ thống từ phía bên trái sang bên phải, từ trên xuống dưới, trao đổi với trẻ về tầm quan trọng của việc làm theo trình tự để trẻ không bị kẹt trong góc xa của phòng có sàn nhà ướt trẻ nhìn kém được thuận lợi là xem người khác lao và bắt chước trẻ mù an toàn cần được cầm tay hỗ trợ lúc đầu để học những cử động khi làm việc này các vật dụng giả lau sàn xô trẻ mù đang lau sàn nhà những điều chỉnh đối với trẻ khuyết tật về thể chất sử dụng cây lau nhà với tay cầm dài hay lớn những hướng dẫn chung Hoạt động này nên được thực hiện thường xuyên trong hoạt động hàng ngày. Mục tiêu hướng tới các hoạt động này là giới thiệu cho trẻ cách lao và không bóc bộ trẻ lao thật sạch. Khi trẻ học cách lao, người chăm sóc bắt đầu tăng những đòi hỏi để trẻ sẽ thực hiện công việc này tốt hơn. Các hoạt động hướng nghiệp Trong phần này, chúng tôi bàn đến các hoạt động cụ thể trong việc đào tạo nghề và chúng tôi cho rằng các kỹ năng hướng nghiệp và chuẩn bị tổng quát sẽ được dạy vào lúc thích hợp khi trẻ còn nhỏ. Chúng tôi đang hy vọng rằng qua việc hỗ trợ, hợp tác với nhiều người chăm sóc, trẻ kiếm thị đa tạo sẽ trở thành một thành viên có ích đóng góp cho xã hội. Hơn nữa, bất cứ mức độ tham gia nào của trẻ cũng sẽ giúp tăng lòng tự trọng của trẻ và giúp trẻ cảm thấy hài lòng. Hãy nhớ rằng, đây chỉ là một phần của bản liệt kê những lựa chọn nghề nghiệp. Nhóm làm việc với trẻ nên tính đến các nhân tố sau khi quyết định chọn loại hoạt động hướng nghiệp nào cần dạy. Trẻ quan tâm cái gì? Những nghề nào làm trẻ thích và không thích? Trẻ này sống ở đâu? Gia đình của trẻ có thích một nghề nào cụ thể không? Các cơ hội nghề nghiệp mà trẻ có thể có trong tương lai là gì? Ví dụ, gia đình trẻ có một cửa hàng hay bố mẹ của trẻ là những nông dân, phải không? Trẻ có những mặt mạnh nào? Trẻ có những nhu cầu gì? Những nguồn lực gì có sẵn? Nhân lực, tài chính, xã hội? Các hoạt động hướng nghiệp? Trong coi cửa hàng, làm công việc ở nông trại và chăm sóc vật nuôi. Công nghiệp, làm công việc văn phòng, làm các túi giấy, mai, kinh tế gia đình. Hoạt động 20. Sắp xếp hàng quá. Xếp hàng lên kệ, sắp xếp đồ vật theo màu sẵn trên kệ, ví dụ sơ bông, chai dầu, kem đánh răng. Sắp xếp hàng quá và đặt hay, chồng lên mà không để bất cứ thứ gì rơi xuống. Để hàng quá vào túi. Để những gói hàng vào túi, ví dụ bánh quy, nước tương. Để những chỗ đậu đã con vào túi, lau bụi, thu tiền. Hàng quá ở trên kệ, giao hàng đến nơi mà mình đã biết một thanh niên mù đang sắp xếp các hộp bánh quy lên kệ. Những hướng dẫn chung, tốt nhất là cho học sinh này thực hiện các hoạt động này ở một cửa hàng thực sự, nhưng hoạt động tương tự cũng có thể thực tập ở nhà để chuẩn bị. Có những hoạt động và vật dụng mẫu như những hoạt động khác liên quan đến cửa hàng thì cũng nên dạy cho trẻ biết như tính toán, sắp xếp, theo kích thước và hình dạng phân loại. Hoạt động 21. Làm ở nông trại và chăm sóc vật nuôi đào lỗ, gieo hạt, tưới nước, nhổ cỏ, thu hoạch, gặt, tách hạt giống, tắm cho vật nuôi, cho vật nuôi ăn, phủ vân. bé gái mù đang tắm cho con bò. Những hướng dẫn chung, hoạt động cụ thể sẽ tùy thuộc vào loại động vật nào và các vụ thu hoạch theo mùa đặc biệt ở địa phương khu vực đó. Hoạt động 22, làm hàng công nghiệp, đóng gói, phân loại, lắp ráp. bé trai mù đang đóng gói kẹo. Những hướng dẫn chung. Hãy nhớ rằng, không phải tất cả người nào cũng sẽ có khả năng thực hiện tất cả các bước của công việc này. Nhưng mọi người hãy khuyến khích trẻ tham gia bằng cách thực hiện những phần công việc mà chúng có khả năng làm được. Hoạt động 23. Làm công việc văn phòng. Người đưa tin, bưng trà, đưa thư trong nội bộ của cơ quan, dọn vệ sinh trong cơ quan, lau bụi, quét dọn, photo sao y, kiểm tra, thứ tự giấy tờ, đóng sách, dán phong bì, bé gái mù đang mang khay trà. Hoạt động 24 làm các túi giấy, gấp giấy, dán các túi lại bằng hồ, bó lại thành từ chồng những túi đã làm xong. Bé gái mù đang gấp giấy, hoạt động 25 ma giá, khâu cúc ủi quần áo, lên gấu quần áo. Bé gái mù đang ủi quần áo, hoạt động 26 buôn bán nhỏ trong gia đình. Nếu có một cửa hàng buôn bán nhỏ riêng trong gia đình, thì gia đình có thể muốn tính đến việc dạy cho trẻ buôn bán, mặc dù trẻ không có năng lực thực hiện tất cả các công việc buôn bán mà bạn giao. Có thể có những phần trong các hoạt động đó trẻ có thể học được. Ví dụ, trẻ không thể tự điều khiển trong cửa hàng như trẻ có thể chất hàng hay lau bụi trên kệ hoặc chào khách hàng. Dưới đây, liệt kê một số ví dụ những việc buôn bán nhỏ trong gia đình. Thợ gốm thủ công, thợ rèn, thợ sửa dài, nghề buôn tầm làm chổi, dịch vụ điện thoại công cộng, tiệm bán các đồ dùng cho đám tiệc nhỏ đi từng nhà bán các món hàng đơn giản như khăn giấy, báo và bánh mì ở các khu vực lân cận. Nghề thủ công khác ở địa phương, nghề có thể được trong từng khu vực. Thanh niên này đang đi bộ đến tận nhà bán khăn giấy.